Những trích dẫn động lực sâu sắc của những người nổi tiếng dành cho cuộc sống. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề với kiểu suy nghĩ mà chúng ta đã sử dụng khi nghĩ ra chúng. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi, hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Tránh xa những người cố gắng chê bai tham vọng của bạn. Những bộ óc nhỏ bé sẽ luôn làm điều đó, nhưng những bộ óc vĩ đại sẽ cho bạn cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên vĩ đại. Khi bạn trao niềm vui cho người khác, bạn sẽ nhận lại được nhiều niềm vui hơn. Bạn nên nghĩ tốt về hạnh phúc mà bạn có thể cho đi. Khi bạn thay đổi suy nghĩ của mình, hãy nhớ rằng bạn cũng thay đổi thế giới của mình.
Chỉ khi chúng ta nắm bắt cơ hội, khi cuộc sống của chúng ta được cải thiện, rủi ro ban đầu và khó khăn nhất mà chúng ta cần chấp nhận là trở nên trung thực. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, can đảm để tiếp tục mới là điều quan trọng.